À, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thay bàn phím laptop. Bàn phím laptop ở đây mình có một con laptop Dell. Mã của nó là Latitude E5270 nhé. Thì mình vừa đặt mua cái bàn phím này trên mạng. Thì cái này các bạn cũng có thể đặt mua cái bàn phím tương tự cùng cái dòng máy của các bạn trên mạng. Thay thì cái dòng này thay thì các bạn phải tháo cả cái mặt lưng nữa, một số dòng thì không cần tháo mặt lưng. Đây, thì các bạn chuẩn bị một cái tua vít hai cạnh như này, có cái đầu nhọn hai cạnh là được các bạn nhé, để các bạn lại cái khóa chuốt bàn phím. Đây, ở đây nó có những cái khe lại này, để các bạn sẽ nhấc nó lên và bạn lần tay theo cái mép cạnh này. Các bạn chỉ cần đẩy vào thôi nhé, đẩy vào là tự cái chốt này nó sẽ lấy ra. Đây là cái phần bảng giữ bàn phím nhé, giữ chốt bàn phím. Đây các bạn tháo ra nhé, tháo ra. Ở đây thì nó sẽ có các cái con ốc ốc ở chỗ này để giữ cái bàn phím nhé. Thì lát nữa các bạn mới tháo nhé. Bây giờ các bạn phải tháo cái mặt lưng của laptop đã. Đây, này thì các bạn tháo bằng cái tua vít bốn cạnh này. Cái tua vít này của mình nó không có 500 nít là mình phải dùng cái móng tay để giữ cái ốc cho nó ra. Vật dụng thì các bạn chỉ cần chuẩn bị một cái tua vít hai cạnh và một cái tua vít bốn cạnh là các bạn đã có thể thay được rồi. Đó. Sau khi mình thấy xong nha thì các bạn chỉ cần lấy cái phần trên này là các bạn nhấc được cái tấm lưng này ra nhé. Đây, để sang một bên này. Phần này các bạn phải tháo cái tấm pin này ra, bởi vì cái rắc cắm bàn phím là nó ở phần dưới cái cục pin này. Tháo chốt giữ pin này. Đây cái phần rắc bàn phím này các bạn nhé. Các bạn kéo cái phần trắng này xuống này. Kéo phần trắng này xuống là nó sẽ tự nó nảy ra này. Đây nhé các bạn này. Bạn nhìn nhé. Này, các bạn lấy móng tay này. Bạn cậy cái phần này ra. Đấy. Rồi. Để các bạn có thể nhấc được cái rắc bàn phím này ra rồi. Đấy. Rồi các bạn mở ngược lại cái phần này. Ở đây nó có hai ba con vít ở đây nhé. Thì các bạn tháo con vít này ra. Con vít để giữ bàn phím này. Các bạn tháo ra này. À, sau đó các bạn nhấc cái bàn phím này ra. Xong các bạn sẽ bóc cái ni lông ở cái chân rắc này.
các bạn luồn cái này xuống nhé. Rồi. Sau đó các bạn lật cái này lên và cắm lại cái rác này. Rồi sau đó các bạn để lại cái tấm pin vào đây nhé. Lắp lại. Bạn lắp lại tấm pin này. Bạn bắt lại tấm pin nhé. Còn lại các bạn lắp lại cái phần đấy này. Này cái tấm pin, cái chân rắc tấm pin của mình nó hơi bị lỏng nên là mình chèn thêm một cái miếng giấy vào đây. Xong rồi các bạn ngại lại cái tấm chốt giữ này. Nó có các cái vị trí chốt ở giữa cái bàn phím này, các bạn ấn nó vào là được. Chỗ nào nó còn phồng lên thì các bạn ấn nó xuống là nó có vị trí chốt ở đấy đấy. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ test lại cái bàn phím mới này nhé. Các bạn mình đã thấy nè. Đây các bạn lắp lại ốc ở đằng sau lên nữa là xong.
Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn thay thế xong cái bàn phím laptop Dell E5270. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.